chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như spicy chicken McNuggets tại tiệm McDonald's có tham gia. Điền Quang Thái, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà Phê Sáng của Lido Đô Sài Gòn TV. Xin chào bác Thái. Xin chào quý khán giả, chào cô Ngọc Lan. Hôm nay là ngày thứ sáu 29 tây tháng 4. À, ngày này thì từ hôm đầu tuần đến bây giờ đi trên đường Bôn Sa, thì mọi người đã thấy uh, trên dọc đường Bôn Sa của mình treo cờ rất là nhiều, cờ vàng, ba sọc đỏ để uh, chuẩn bị uh, cho tưởng niệm ngày 30 tháng 4. À, ngày hôm nay là ngày 29 mà quay trở lại vào cái thời điểm năm 1975 thì nó cũng có là một cái thời điểm mình dùng cái chữ mà dễ hình dung nhất là nó xáo trộn, lộn xộn rất là nhiều. À, ngày hôm nay thì bác Thái có những cái cái điều gì muốn chia sẻ hay là muốn kể hay muốn tâm sự về cái cái mốc lịch sử mà dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng Tôi thật một điều là 30 tháng 4 năm nay nó rơi chúng mà vào cái bối cảnh xảy ra cuộc chiến tranh từ Ukraine và chúng ta có nhiều cái đối chiếu thì chúng ta sẽ thấy rằng uh, mỗi một đất nước có một cái số phận khác nhau và uh, có những hoàn cảnh giống và có những cảnh hoàn toàn khác biệt tôi đưa một thí dụ hôm thứ hai vừa rồi tổng thống Joe Biden đã chính thức công bố chương trình nhận 100.000 người tị nạn Ukraine Uh, khác cái bối cảnh 75 của Việt Nam. 100.000 người tị nạn Ukraine đó thì họ muốn vào nước Mỹ đấy thì họ phải được uh, cái sự bảo trợ của một cá nhân công dân Mỹ hmm. hoặc một hội đoàn hoặc nhà thờ hoặc là một hội hội non profit tức là không có vô không có vụ lợi. Nhưng mà cái khó cho người tị nạn Ukraine đó là họ vào đây với quy chế parole. Hmm. Cái chữ parole khó dịch tiếng Việt làm, làm, lắm 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 nó làm quy chế tạm thời hay là nó dùng cái chữ ân xá mà nó không có đòi hỏi tới những cái sự điều tra gay gắt với một người muốn vào Mỹ tị nạn. Nhưng mà cái parole cho 100.000 người tị nạn Ukraine đó chỉ có được 2 năm thôi. Ừ. sau đó sẽ được tính sau. cái thứ hai, bản tin sáng nay làm chúng tôi nhớ tới cái thời điểm 30 tháng 4 là có một cô tị nạn người Ukraine vừa mới đặt chân đến nước Anh được tháng xong bây giờ rất vui vẻ bởi vì học xong được tạm thời làm nghề neo ừ. ở bên Cambridge của bên Anh. Nhắc lại cộng đồng Việt Nam chúng ta khi đặt chân tới Mỹ ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau đó đã trở thành một cái ngành nghề mà người Việt Nam mình chiếm cấp các tiểu bang là ngành neo 80%. Yeah. Cái điều thứ ba làm chúng tôi nhớ là vào những ngày tuần lễ đầu tiên của tháng 4 75 khi mà những người cộng sản miền Bắc tấn công vào Phước Long, xong đánh những cái tỉnh để mà tiến vào Sài Gòn á, thì ông Tổng thống của Văn thiệu lúc đó chỉ cầu mong Quốc hội Mỹ một cái ngân khoản viện trợ 700-800 triệu mà Quốc hội Mỹ khóa tay của Việt Nam Cộng hòa không cho đồng xu nào hết, ừ. xin mãi có một lúc nào đó họ mới cho khoảng 300 triệu, họ. Thưa quý khán giả một Hồng Lan, hôm nay này Quốc hội của Hoa Kỳ họ sẽ thảo luận về một cái đề nghị của Tổng thống Joe Biden cho Ukraine 33 tỷ Mỹ Kim. 33 tỷ nhé. Và 33 tỷ đó không phải là kéo dài đâu. 5 tháng rồi. Tức là từ hôm nay là cuối tháng 4 cho tới tài khoá đầu tháng 9 năm nay. Cái lúc mà bản hiệp định Paris được ký ngày 23 tới tháng Giêng năm 1973 đó, Cộng sản miền Bắc, Lê Đức Thọ chỉ mong Hoa Kỳ sẽ bồi thường chiến tranh Việt Nam cho miền Bắc đó. 3 tỷ Mỹ Kim Mà bây giờ một ngân khoản Mà quốc hội Mỹ sẽ bàn tới Là sẽ cho Ukraine 33 tỷ Mỹ Kim Trong một cái khoảng thời gian 5 tháng ở Trong đó thì phân ra là 20, hơn 20 tỷ Mỹ Kim là lo về vấn đề gọi là quân phí 8 tỷ là lo về vấn đề kinh tế 2-3 tỷ để lo về vấn đề mà giúp cho người tị nạn thì chúng ta thấy rằng như là ông tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng viết hai cuốn sách, hai cái tựa đề Khi đồng minh tháo chạy là ngày 30 tháng 4 1975 Còn khi đồng minh nhảy vào là cái thời 54-75 của Việt Nam Thì bây giờ là lúc Hoa Kỳ nhảy vào Ukraine mà không đem quân vào Công Ngọc Đoàn có để ý có một cái sự khác biệt thế này này Cuộc chiến Việt Nam chấm dứt ngày 30 tháng 4 đó Bởi vì có một cái sự thỏa thuận ngầm giữa Mao Trạch Đông và Nixon là chấm dứt cuộc chiến tranh Đông Dương. Hoa Kỳ cam kết sẽ rút quân ra khỏi Lào, Campuchia, Việt Nam và nói câu này thì tàn nhẫn. Nước Mỹ mặc kệ Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên mới cúp tất cả mọi viện trợ trói tay Việt Nam Cộng Hòa lại. Trong khi phía miền Bắc đó thì quân Trung Quốc rồi quân Nga nó ô ạt viện trợ võ khí để đánh cho bằng được miền Nam đồng minh của chúng ta thời 75 đã cam kết với Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi bỏ. Cái ngày mà trận chiến 1972 đánh khắp nơi tại miền Nam đó, thì Nixon đi qua bên Bắc Kinh, nâng ly rượu mau đài lên. Kissinger còn nói một câu hỗn hào, nói đùa. Cứ để lên trên bàn tiệc này, vịt quay Bắc Kinh, thì hiệp định nào tôi cũng ký hết. Hỗn đến như thế trong khi sương máu của miền nam bảo vệ tự do đó thì anh đồng minh của chúng tôi và xin phép các bác miền nam em chạy đây còn bây giờ đó, là nước mỹ đổ vào trong ukraine vì lý do đơn giản là putin tính sai putin không ngờ phản ứng của thế giới là như vậy tính đã đánh được ukraine thật lẹ và phản ứng thế giới cũng cầm chừng ai dè bây giờ toàn thế giới ngày hôm qua bà thứ trưởng à, bà xin lỗi bà bộ trưởng ngoại giao của nước anh mà nói một câu xanh dần bà bảo cái vấn đề mà đánh bật quân nga ra khỏi ukraine đó, đó là một mệnh lệnh là một thông điệp của âu châu thì nước mỹ bây giờ thấy không nếu mà mình không có bục cho anh putin này vỡ mặt ra đó thì putin sẽ lấn tới phần lan putin sẽ lấn tới bulgaria lấn tới moldova lấn dần trở lại cái đế quốc ma quỷ ngày xưa mỹ đổ toàn bộ tài chính vô 33 tỷ kinh khủng. Thành thử thưa quý vị, sáng nay trên đường đi radio, tôi đi nghe phóng viên của đại NPR, họ tường thuật tại Kiev, họ tường thuật tại uh, Mariupol rồi họ nói về vùng biên giới Ba Lan vào ngày 29 tháng 4. Nữa. Lái xe mình hồi tưởng lại cái giai đoạn tháng 4 của Việt Nam. Quân dân miền Nam lúc đó thấy rằng ông đồng minh của nước Mỹ chạy thôi. Hả? Và cái câu này là câu của ông ông ông, ông, ông Jiren Ford, ông nói lúc bấy giờ này cái lúc mà mất ban với thuộc mất phước long đó thì ông đang đánh tennis thì báo chí mới hỏi ông rằng thế cái lời cam kết của chính phủ mỹ đối với miền nam việt nam thì sao ông buông vượt xuống ông quay lại ông bảo tôi chỉ cam kết với một người thôi nó là vợ tôi một cái câu nói đó nếu mà bây giờ mình nhìn lại lịch sử mình mới thấy rằng khi chơi với người mỹ đó thú thật mình là công dân mỹ mình yêu tôi yêu cái nước Mỹ này ghê lắm, yêu cái sự tự do, yêu cái dân chủ, yêu cái trọng pháp, à, trừ cái vụ sáu tháng riêng cho thấy rằng ông Trump cũng làm ẩu thôi. Ừ. chứ còn nước Mỹ này, họ rất tôn trọng luật pháp, người dân Mỹ hiền hòa, tử tế, có lòng đối với thế giới này. nhưng mà với chính phủ Mỹ đó, thì cũng cẩn thận ghê lắm, bởi vì chơi với các bác hay các bác hứng ấy, các bác bảo em bận em đi nhậu thì mình cũng chết. bằng chứng là ông ông thủ tướng Cambodia vào cái giai đoạn 75 á, hả? Ông ấy được đại sứ Mỹ đến mời cùng với gia đình đi. Ông bảo không, tôi không đi. Tôi chỉ nhắn với người Mỹ một điều, hả? Không? Quý vị đã nhẫn tâm bỏ một quốc gia bạn và cái điều lầm lẫn nhất của chúng tôi là tin vào người Mỹ, cả gia đình ông thủ tướng đó bị giết hết, quân Khmer đỏ bọn giết hết thưa quý vị hôm nay là 29 tháng 4 cho nên xin phép ngọc lan nếu mà tôi có chiếm thì giờ một chút để nói về chúng ta sẽ nói về cái 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 với những người mà chúng ta nên tỏ lòng biết ơn khi mà họ giúp đỡ chúng ta vào những quốc gia định cư xin mời quý vị cùng trở lại với nhà báo đinh quang thái và ngọc lan sau phần quảng cáo chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jury, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như spicy chicken McNuggets tại tiệm McDonald's có tham gia. Ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần hai của chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Ở phần thứ nhất thì có lẽ mọi người đã nghe nhà báo Đinh Quang Thái nói từ cái chuyện mà Tổng thống Joe Biden đề nghị cái số tiền 33 tỷ để mà chi viện cho Ukraine trong cái trận chiến với lại Nga à, thì làm cho mình chạnh lòng nhớ lại trước năm 1975 khi mà cái cái số tiền của Mỹ để mà rót vào chiến trường cho Việt Nam Cộng Hòa đó, nó có một cái sự chênh lệch và nó nó giống như là có một cái gì đó làm cho Ngọc Lan nghĩ rằng là là người Việt Nam hay là những người đã đi qua cuộc chiến đó nhìn lại cảm thấy có một cái gì đó rất là uh, giống như là buồn tuổi vì những cái sự uh, bỏ chạy uh, của đồng minh giống như là chú Thái nói đó đã đưa đến một cái cái cục diện mà người ta không có mong đợi À, tiếp tục với lại trong cái dòng cảm xúc khi mà nhớ về cái thời điểm 30 tháng 4 Xin mời bác Thái Thưa quý vị chúng tôi nghĩ rằng người Việt Nam mình từ xưa đến giờ vẫn theo lời dạy của Tổ tiên ấy, ừ. Là có trước có sau tức là chúng ta có là một dân tộc rất là ân nghĩa Biết đền đáp những người mà đã giang tay để giúp mình trong nhiều hoàn cảnh khác nhau Thì phải nói là trong suốt cái quá trình của ngày 30 tháng 4 đó nước Mỹ và nhiều cái dân tộc khác cũng đã giang tay giúp người Việt Nam. Đây là lúc chúng ta nên nhắc lại những cái ân tình đó. Đặc biệt trong cái bối cảnh của nước Pháp của cái thời 1975, cái thời mà chiến tranh Việt Nam lên cao điểm đó, Âu Châu, toàn bộ Âu Châu và cái giới được gọi là trí thức và khoa bảng từ nước Mỹ đó, họ nói một câu thế này: Phàm đã là trí thức mà không thiên tả thì không phải là trí thức. Và thiên tả là gì? là xem Mao Trạch Đông là anh hùng, Hồ Chí Minh là anh hùng, Che Guevara, Fidel Castro và có một triết gia của người Pháp lẫy lừng là Jean Paul Sartre được giải Nobel văn chương. Tác phẩm nổi tiếng nhất là tác phẩm bùn nôn của Jean Paul Sartre và lại là gồm máy đó. Thì ông ta là có một thời là ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của giới trẻ và trí thức Âu Châu của nước Mỹ. Đó. Ông ta là một người thân cộng. Và ông ta nói một câu hỗn như thế này ông ta bảo cái bọn chống cộng là những con chó xin lỗi quý khán giả đó là câu của dân vân sát ông ta mơ một thiên đường cộng sản nhưng mà sau khi ông ta đi lên xô về thì ông ta cũng đã hơi vỡ mộng rồi nhưng mà cô ngọc lan biết dân vân sát là người thiên tả nhưng mà cái người mà hoàn toàn chống cộng sản ở bên tây bởi vì thấy cái sự tồi tệ độc ác và cộng sản là một cái căn bệnh ung thư của thế giới lúc bây giờ đó là một triết gia khác tên là Raymond Aron. Hai ông mẹ đối với nhau như nước với lửa vậy đó. Nhưng mà chỉ vì cái phong trào thuyền nhân Việt Nam ra biển chết ngoài biển gặp hải tặc vân vân đánh động lương tâm của Gian Vân Sát. Cho nên Gian Vân Sát năm 1979 đã đến gặp Raymond Aron và nói cả hai ông xin vào gặp Tổng thống Pháp là ừ. ông Giscard d'Estaing lúc bấy giờ để xin ông tổng thống pháp ủng hộ cho một cái chương trình có một cái tên là idol de lumière ừ. chúng tôi tạm dịch trong cái bản văn tiếng việt đó là con tàu đào ánh sáng cả hai ông coi nhau như một kẻ thù không đội trời chung đi vào gặp tổng thống Giscard d'Estaing để xin cái dự án đó mà dự án đó ai là người đẻ ra chúng ta làm tin cô ngọc lan hay nhớ là chúng ta hay làm tới cái tổ chức gọi là bác sĩ không biên giới, ừ. medicine sang phong chia rồi sau này là medicine du Monde tức là bác sĩ thế giới cha đẻ của cái con tàu con tàu đảo ánh sáng là ông bernard kushner ừ. ông là người sáng lập ra cái tổ chức medicine sang phong chia tức là đưa bác sĩ đi tất cả mọi nơi trên thế giới cần giúp đỡ con tàu đảo ánh sáng ra đời trong bối cảnh đó và ngay lập tức dân chúng Pháp không ai chống cái dự án đó cả. Họ nhận 128.000 người tị nạn Việt Nam. Và con tàu uh, Idol de Lumière đó đã được đưa về đảo Pulupidong, đậu ngoài khơi, để làm bệnh viện nổi, chữa trị cho 20.000 thuyền nhân Việt Nam. Rồi sau đó, con tàu bắt đầu lênh đênh trên biển, cứ cầm ống nhòm như này, để xem có một cái tàu vượt biên nào của Việt Nam không, đến cứu vớt đó là cái công của những cái người trí thức của nước Pháp. Nhưng mà trong đó dân vốn xác chuộc lỗi vì cái sự ngu xuẩn của dân vốn xác có một thời tin Cộng sản và thay đổi. Thì thưa quý vị, nước Mỹ cũng thế. ở Chúng ta có tổ chức SOS, chúng ta có đồng bào bên này giang tay giúp cho những thuyền nhân ở Việt Nam. Có những tổ chức của cao ủy tiền nạn Liên Hiệp Quốc, của chính phủ Mỹ vân vân Tất cả các nước họ đã giang tay giúp người tiền nạn Việt Nam. Nhưng mà đây là cái điều chúng, cho phép tôi được nói này. Jean Von là một người trí thức thật sự. Tại sao vậy? Bởi vì ông có một cái cuộc đời tin vào chủ nghĩa cộng sản, tin vào Mao Trạch Đông, tin vào Hồ Chí Minh, tin vào Che Guevara, tin vào Fidel Castro. Nhưng mà khi ông ta tỉnh mộng, cái tỉnh mộng nó không phải do ai làm, mà do những người Việt Nam lênh đênh tìm cái sống trong cái chết ngoài biển. Ông tỉnh ngộ. Còn chúng ta có một cái đám được gọi Được gọi là trí thức Và được gọi là có khoa bảng Mà đau buồn nhất là xuất thân từ Việt Nam Cộng Hòa Có ông cháu cha không à Con tổng thư ký bộ này Có con thứ trưởng bộ kia Có con ông tướng này Có con ông tướng kia Có con ông cố vấn của tổng thống Có con nhà giàu có Được bố mẹ cho đi du học Ở bên Mỹ, bên Anh, bên Pháp, bên Đức Qua tới bên này Cả một đám đi theo Cộng sản hết tôi không dám kể tên nhưng mà nếu kể tên tôi sẽ viết thành sách tôi có bằng chứng bởi vì bố của những người đó chúng tôi biết và ông bố nhưng ông bố đã cho chúng tôi xem những cái thư mà những đứa con đó đã mạt sát bố mình là Việt Nam Cộng hòa như thế nào đi qua tới đất Mỹ là đi theo mặt trận giải phóng miền Nam và chúng ta biết mặt trận giải phóng miền Nam nó là một cái tổ chức ngoại vi của Cộng sản miền Bắc những người đó trong lúc ngồi uống cà phê với nhau cá nhân sau 75 đó thì có nhìn nhận bảo là chúng tôi sai. Nhưng mà chưa bao giờ họ công khai nói một cách minh bạch trên báo chí, trên radio, trên truyền hình rằng chúng tôi đã có một giai đoạn lầm lẫn cho nên chúng tôi tin vào Cộng sản và chính chúng tôi là những người mà đã gián tiếp đẩy một cái đất nước vào tay Cộng sản như thế. Cái đám Việt Nam mà con ông cháu cha của những người lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa và những người giàu có tại miền Nam họ có lỗi với đất nước Nên muốn vạch mặt chỉ tên nhiều lắm Đấy không tôi đây đi qua bên Bỉ gặp con một cái ông mà bố là cố vấn cho ông Nguyễn Đình Nhu và anh đó là cái người mà đã đi theo Cộng sản tuyệt đối cho đến sau 75 anh ta thấy cái tình hình đất nước như vậy anh ta cùng ký tên với một danh sách 700 những người bên Bỉ bên Pháp, bên... <laughs> sau đó đình đình ký xong thì cứ thân thơ thế về Việt Nam thăm nhà thôi. Bị công an ngay tại Tân Sơn Nhất nó làm nhục cho, thì lúc đó mới quay qua trở về bên Bỉ gặp tôi trong một chuyến tôi đi Bỉ bảo tôi thề với anh Thái rằng không bao giờ tôi có thể chấp nhận cái chế độ đó nữa. Tôi bảo anh nói công khai đi, anh nói công khai đi. Và có những ông mà được xuất thân từ cấp thứ trưởng con cái ông thứ trưởng Việt Nam Cộng Hòa được bố dạy dỗ rất kỹ về tinh thần quốc gia nó đi qua thế ngoại quốc nó ngớ ngẩn tới cái độ ngu xuẩn tới cái độ mà đi theo cộng sản và bây giờ cũng không nói được một câu tử tế như là gian Vôn xác nói gian vốn xác bảo là không phải là cái gì làm cho ông ta tỉnh mộ nhưng mà những người Việt Nam chết đau thương trên biển đã làm gọi là tình ngộ cái lương tâm của một người trí thức là gian phun sát thì cái đám mà được xuất thân từ miền Nam cũ đó, tiền của bố mẹ đó cũng là tiền thuế của dân miền Nam được cho đi du học qua bên này đi theo cộng sản thì đây là cái lúc phải nói một câu gì cho nó tử tế cho nó ra hồn người đi. không nói cái đó là cái lỗi nặng nhất của một cái đám người mà họ đã gọi là gián tiếp ủng hộ một cái chế độ mà đã thắng ngày 30 tháng 4 đấy À, cảm ơn nhà báo Đinh Quang Thái đã có những cái chia sẻ bằng những cái trải nghiệm cá nhân của mình liên quan đến một cái thời mốc rất là quan trọng của lịch sử Việt Nam xin mời quý vị cùng trở lại với nhà báo Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần quảng cáo chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Chewy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như spicy chicken McNuggets tại tiệm McDonald's có tham gia. quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, trong cái phần trước đó thì nhà báo Đinh Quang Thái đã à, trình bày rất là nhiều những cái à, từ trong cái thực tế lịch sử cũng như cái trải nghiệm cá nhân à, của bác Thái liên quan đến những cái vấn đề về à, tình hình thực tế cũng như là những à, cái suy nghĩ, những cái à, rất là nhiều thứ liên quan đến cái thời điểm hôm đó. À, nhưng mà bác Thấy mời bác Thấy. Cho phép tôi, tôi nói ừ. ngay cảm ơn vì khán giả mà cho tôi hai lần. Nói rằng trong tiếng Pháp mà không đọc là idol. Chúng ừ. nãy chúng tôi đọc là idol the, the uh, lumière tức là tàu đảo ánh sáng vì khán giả đã bảo phải đọc là in. Ừ. In the, uh, the lumière. Chúng tôi xin cảm ơn. Rồi thú thật là học hành của chúng tôi thì nó chát đời lắm. Cho nên tiếng Pháp không có đánh vần được đúng và cảm ơn vì khán giả. Ừ. Um như là hồi nãy um, bác thái có nói về vấn đề mà một số những người việt nam cộng hòa hay là con em của những người đó uh, đã có những cái uh, lúc mà là tỏ ra là uh, tin tưởng vào cộng sản uh, rồi có những cái um, cái hành động mà bác thái rất là phẫn nộ để cho rằng họ là những người đã góp phần vào cái việc uh, làm cho nền um, Việt Nam Cộng Hòa nó bị sụp đổ và cần phải có một cái lời xin lỗi tử tế từ những người đó. À, Ngọc Lan nghĩ là Ngọc Lan rất là cảm thông được với lại cái cái cái, cái tình cảm của những người giống như là nhà báo Đinh Quang Thái. À, Ngọc Lan nghĩ ở trong vào cái thời điểm đó đó cái chuyện mà tin tin vào chủ nghĩa cộng sản hay tin vào cộng sản nó lúc đó nó vẫn còn là một cái điều gì đó ngọc lan nghĩ người ta có rất là nhiều người tin vào lúc đó cái con đường họ đi họ tin vào cái lý thuyết đó đến bây giờ vẫn còn nhiều người tin nhưng mà cái quan trọng là đến lúc mà họ đã nhận ra được họ nhận ra được cái sự thật đó là như thế nào đó đôi khi đôi khi không cần phải có một cái lời lên tiếng À, một cách thẳng thắn nhưng mà tự ở trong lòng họ họ có một cái sự thay đổi họ có một những cái hành động những cái việc làm gì đó để mà coi như là một cái sự sửa sai đó thì ngọc lan nghĩ như vậy cũng được nhưng mà xin phép quý khán giả nó có một khác biệt thế này của ngọc lan ạ à. ừ. cái ranh giới của cái chuyện nó 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 tiếng anh gọi là về lắm tức là nó ừ. rất là mong manh ừ. tôi đưa một thí dụ nói cô thứ lỗi vì một lý do nào đó tôi chỉ trích cô một cách nặng lời ừ nếu mà giữ cái lời chỉ trích đó chỉ giữa tôi với cô mà bên ngoài không ai biết tới lúc tôi biết là tôi sai thì tôi sẽ đến cũng chỉ xin lỗi một mình cô thôi tôi không có nhu cầu phải nói ra bên ngoài nhưng mà nếu cái lời nói của tôi cái hành động của tôi mà tôi công khai làm ảnh hưởng tới một cái công chuyện chung hoặc một đám đông đó thì lúc tôi thấy tôi sai tôi phải nói cái điều đó công khai những cái người mà con cháu của Việt Nam Cộng Hòa khi họ đi qua ngoại quốc họ đi theo cộng sản đó Họ cầm cờ mà Trần Giải Phóng miền Nam, họ viết báo, họ đi họ họp báo, họ đi họ la hét để họ phỉ bán cái miền Nam đang bảo vệ tự do. Và họ tin rằng Hồ Chí Minh, họ tin rằng Mao Trạch Đông là những cái kẻ có thể đem đến một cái thiên đàng cho cái đầu óc ngu xuẩn của họ đó. Mà họ nói những điều đó công khai. Những cái điều đó nó tác động đến cái dư luận của nước Mỹ, của nước Úc, của nước Anh, của nước Pháp. Cho nên mà ảnh hưởng tới cái cuộc chiến tại miền Nam. Khi họ làm chuyện đó công khai, thì lúc mà họ sai, họ biết, đó, thì họ phải xin lỗi công khai. Không thể có thông cảm với chuyện đó được. Ừ. Nó giữa một đêm, tôi xin nhắc lại cái danh giới của nó là giữa lúc cá nhân với cá nhân. Còn đằng này khi mà làm một việc gì có tính cách tập thể đấy, phải nói một lời xin lỗi công khai. Rắn vốn xác là một thí dụ. Ông là cả một cuộc đời của ông tin vào Cộng sản ghê lắm. Nhưng mà ông thấy được cái 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 thảm trạng của thuyền nhân Việt Nam. Trời cái hình ảnh mà Raymond Aron bắt tay Jean Bon vào một buổi chiều được báo chí Pháp nó chụp lại. Đó. Cái đó là cái công khai. Ông đi vào trong phủ tổng thống Pháp Jusca Reste để ông bảo là ủng hộ cho cái con tàu đảo ánh sáng đi. Cả nước Pháp không biết cái tin đó. Bởi vì ông là một trí thức lớn người ta có một cái tầm vóc khác hơn mấy canh cả quỳnh của thì bác thái đã nói là một trí thức lớn thì bây giờ bác lại đi so sánh bác lại bắt những người không phải là xếp vào trí thức lớn mà làm hành động của Ở một trí thức lớn là thì một con là người bình khó. thường cũng phải có một cái thay độ tử tế kiểu đó chứ còn nếu không thì mà nó 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 mà nó loạn xà ngầu nó nó nhảm ghê lắm yeah. thưa quý vị à, cũng cũng liên quan đến cái ký ức của ngày 30 tháng 4 thì vào ngày 1 tháng 5 và vào ngày chủ nhật tới đây, à, ngay tại à, bảo tàng à, Powers Museum ở Santana sẽ có một cái triển lãm mang tên là Chứng tích quá khứ, di sản tương lai do Viện Bảo tàng Di sản Người Việt tổ chức. À, thì trong cái buổi ngày hôm à, chủ nhật đó đó được tổ chức từ 1 giờ trưa cho đến 6 giờ chiều. Thì trong ngày hôm đó à, sẽ có chiếu một cái cuốn phim đó là Bóng quá khứ của nữ đạo diễn Thanh Tâm đang sống tại Toronto ở Canada. À, thì đây là một cái cái cuốn phim à, có nhắc đến nói về những thuyền nhân của Việt Nam. À, hy vọng rằng là quý vị sẽ dành thời gian ở trong ngày Chủ nhật từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều à, đến để tham dự cái buổi triển lãm này hoặc là có thể đến từ lúc 4 giờ để mà đón xem cái cuốn phim bóng quá khứ của nữ đạo diễn Thanh Tâm đạo diễn thanh tâm thì làm còn rất là trẻ trẻ hơn ngọc lan nữa sống ở canada và cô được rất là nhiều người biết đến bởi vì không phải chỉ là một đạo diễn phim mà trước đó thì cô còn làm giám đốc chi nhánh sbtn ở canada cũng như là người đã sáng lập ra cái kênh youtube là live tv được rất là nhiều người theo dõi một lần nữa thì xin mời tất cả quý vị có dành thời gian trong ngày 1 tháng 5, ngày Chủ nhật tới đây để đến Bảo tàng Power Museum ở Santana để tham dự cái chương trình triển lãm này những ngày 30 tháng 4. Quay lại với những cái tin tức hàng ngày đó, thì một cái tin liên quan đến tiểu bang California. Chúng ta đã biết là trong thời gian qua đó đã có nhiều lần quốc hội của tiểu bang đã họp liên quan đến cái chuyện là à, tiểu bang mình đó, nó dư tiền nhiều lắm cái tiền thẳng dư <laughs> nó rất rất là nhiều à, hồi năm ngoái đó thì nói là cái tiền đó lên đến là bốn mươi mấy tỷ nó tiền là là dư ra nhưng mà cho đến cái thời điểm này đó thì cái số tiền nó lại tăng lên nữa. Nó tăng lên là đến bây giờ cái số tiền thặng dư của tiểu bang California đã là 68 tỷ rồi. Và người ta vẫn đang tìm cách làm sao để tiêu, mà tiêu, tiêu hết. cái tiền đó à, một cách nó à, trong cái bối cảnh mà vừa là xăng lên giá rồi khí đốt lên giá vân vân thì um, quý vị đã biết rồi, bây giờ nó đang chỉ có cái sự là uh, chọn cái cách thức nào để mà đưa cái số tiền này đến tay người dân. Uh, bên phía nhiều người ở uh, Quốc hội uh, Tiểu bang đó thì đề nghị rằng là nên gửi ra một cái check cho mỗi một người dân mà có cái thu nhập dưới 125.000 đô la, đó là khoảng cái check đó khoảng chừng 1.100 đến 1.200. Uh, một phần á thì ông thống đốc Tiểu bang á thì ông lại đề nghị rằng là Uh, cái cái tiền đó gửi ra để là hỗ trợ cho cái chuyện mà giá xăng lên giá thì sẽ là những cái người mà làm chủ sở hữu một cái xe đó có một cái xe thì sẽ được bốn bốn đô la uh, và một gia đình như Mỗi vậy tháng đó. Là sao? một lần thôi và một gia đình như vậy đó thì được claim là tối đa là hai chiếc xe tức là đến 800 đô la rồi lại có một cái ý kiến khác là đưa là uh, giống như là trên mỗi đầu người cũng là hỗ trợ tiền về khí đốt, về đủ thứ. Thì mỗi người như vậy là được 200. Và như vậy trong một gia đình đó mà nếu như cái hồ sơ khai thuế của quý vị, quý vị claim cho đó là... Uh, hai vợ chồng rồi ba đứa con thì gia đình đó sẽ được 1 ngàn. Thì bây giờ người ta vẫn đang uh, loay hoay nhưng mà đến uh, tháng 5 này thì sẽ có cái uh, trong cái um, Uh, đề ra cái cái chuyện mà ngân sách sắp tới đó thì sẽ có một cái quyết định dứt khoát là cái số tiền dư của tiểu bang California sẽ được sử dụng như thế nào, ngoài cái chuyện mà chi uh, hỗ trợ thêm cho bên giáo dục, cho bên y tế, uh, cho bên uh, các cái phương tiện công cộng thì cái tiền đến tay người dân ra làm sao thì chúng ta sẽ chờ đến uh, tháng 5 tới đây. Uh, xin mời quý vị cùng trở lại với nhà báo Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần quảng cáo. chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như spicy chicken McNuggets tại tiệm McDonald's có tham gia. cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV à, thưa quý vị hồi trước giờ đó mình nghe tin tức mình thấy nhiều người à, thầy cô thầy có bác sĩ có người này người kia à, không hiểu lý do gì mà họ đến nơi làm việc mà còn trong tình trạng là say xỉn đó. nhất là có những vị bác sĩ nhưng mà bây giờ đó thì ngày hôm thứ tư cảnh sát đã phải vào trong một trường trung học để bắt một cô giáo ừ. mà trong tình trạng là đang say xỉn À, yeah. ở đây cái trường trung học này thì nó ở vùng Bắc Cali ha, Bay Area ở quận là Marin County thì nói rằng là ngày hôm đó cảnh sát được gọi đến trường á, là bởi vì uh, nhân viên ở trong trường gọi đó là một cô giáo đến trường nhưng mà có những cái hành động rất là kỳ quặc ở trong lớp rồi vân vân thì sau đó mới nhìn ra đó là cô này đang bị người ta nói là trong cái tình trạng là say rượu hay là sai thuốc không biết thì uh, nó ảnh hưởng đến những đứa học trò tự nhiên nó không hiểu cái chuyện gì xảy ra những cái lời nói những cử chỉ những hành động của cô này rất là bất thường thì lúc đó những uh, nhân viên của nhà trường đó khi mà họ nhìn thấy điều đó đó thì một mặt á họ giống như họ mời cô ra khỏi cái lớp đó họ để cô ở trong một cái chỗ khác xong rồi họ gọi cảnh sát đến để mà uh, bắt cô này uh, đưa về thì hiện bây giờ thì cô này đang bị cho nghỉ, không cho nghỉ vẫn ăn lương trong khi mà chờ cảnh sát tiếp tục điều tra xem cái chuyện này như thế nào hay là những cái ảnh hưởng của cô giáo này làm ảnh hưởng đến những cái đứa học trò đó ra làm sao rồi chưa kể rằng là cái chuyện mà cô cô trong tình trạng như vậy đó rồi cô lái xe trên đường nói chung là rất là nhiều thứ để cho người ta uh, phải điều tra uh, thì đây là một cái tin nó cũng khá là là lạ lạ ở trong cái bối cảnh là cô giáo đến trường nhưng mà lại say rượu. Thú thật là một lần cá nhân tôi thì tôi biết một điều rất rõ này phụ nữ mà đã không uống thì thôi uống thì mấy anh đàn ông chịu có chết sức uống của phụ nữ mạnh lắm đấy không người ta nói là phụ nữ có hai cái sức mạnh mà đàn ông không bao giờ có được hết à, các nhà khoa học họ tính rằng với những lần mà các bà sản phụ đẻ đó với cái đau đẻ đó à. đàn ông mà chỉ bị một lần về họ chết ngay à, đàn ông trông hùng hồ, hồ 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 vậy chứ họ là phải yếu đó cái thứ hai nữa là về uống rượu nếu mà người nào đã đừng, từng đi về cái vùng mà vĩnh bình đó à, chưa thấy có những người phụ nữ dưới quê họ uống <laughs> cô nhớ cái ly trà đá của sài gòn ngày xưa bự khổng lồ ừ. họ uống đế bằng cái ly đó anh thử ra tôi không ngạc nhiên mấy cô giáo đó cũng có say xỉn nhưng mà thưa quý vị hôm nay thì có một cái tin rất buồn đối với giới làm truyền thông uh, trên thế giới mà thế giới tự do đó bởi vì một nhà báo làm việc cho đại Âu Châu Tự Do, tức là Radio Free Europe, là nhà báo Vaira vừa mới bị uh, chết ngay tại thủ đô Kiếp là bởi vì pháo của quân Nga bắn trúng vào cái nhà của nhà báo này. Và đây là một người làm việc cho cái Đại Âu Châu Tự Do được các đồng nghiệp mô tả là một người làm rất chuyên nghiệp can đảm và là người có một cái đức tính gọi là khiến cho các đồng nghiệp kính trọng nhìn gương mặt trẻ đẹp chết rồi. À, nếu mà không có những người làm báo xông pha vào lửa đạn như thế này đó, thì những người làm báo như chúng tôi, Ngọc Lan với chúng tôi đó, ngồi tại quận gam này chỉ có xem tin của các hãng thông tấn thôi đó, thì chúng ta sẽ không có tin. Thành ra từ niệm nhà báo Viola Hayditch, à, thưa quý vị, đêm hôm qua chúng tôi xem cái phóng sự của phóng viên đài CNN đó, họ áo giáp, nón sắt, họ đi với một cái đoàn Uh, xe cứu thương vào đi vào những cái ngôi nhà mà đang có người bị thương đó họ cứu trong khi pháo nó bắn theo đoàn xe đó mới thấy là những phóng viên đó và những người mà trong cái đoàn cứ, cấp cứu của của bên Ukraine can đảm can đảm lắm bởi vì <laughs> những cái người phụ nữ trong cái đoàn của CNN xinh đẹp uh, họ có thể ở lại nước Mỹ nhưng mà họ xông pha trên những cái, cái xông pha ra những cái cái vùng hỏa tuyến như vậy xứng đáng và nhìn gương mặt của cô nhà báo làm cho đài Âu Châu tự do, Thì một cái nét buồn không biết nó có ám vào cái 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 cái, cái um, cuộc đời không nhưng mà sáng nay thì nhiều báo có nói về cái sự hy sinh của cô này. À, từ hồi từ hồi sáng giờ từ lúc mà bắt đầu chương trình cà phê sáng đến bây giờ đó thì ở trên cái cái màn hình ở chỗ nhà báo đinh quang thái sử dụng ra chỉ có duy nhất ngọc lan chỉ thấy mở hình của nữ nhà báo đó và để suốt và cứ sau cứ mỗi một lần mà ở cái giải lao thì nhà báo đinh quang thái lại bày tỏ một cái niềm thương cảm tiếc thương cho cái sự ra đi của nữ nhà báo này quay trở lại với lại những tin tức hàng ngày thì trong những ngày qua đó mình cũng có nhiều cái tin nói về cái chuyện uh, những cái gia đình nuôi chó xong rồi những con chó được nuôi trong nhà nó cắn những người ở trong nhà hay là những người uh, qua đường hay là những người hàng xóm uh, có thể là gây đến uh, chết uh, chưa có nghe là những cái con chó đó, đó nó bị xử phạt như thế nào uh, nó bị ở tù ra làm sao nhưng mà những người mà đánh chó thì phải đối diện với những cái bản án rất là thích đáng Uh, một cái đoạn video người ta được uh, cảnh sát uh, lấy được uh, một người thanh niên bây giờ người ta đang truy tìm cái người thanh niên này là ai đã hành hạ một con chó trong suốt 15 phút mà cái camera của cái khu vực đó đó của những cái cái công ty những cái hãng xưởng gần đó đó nó quay lại được. Mà cái chỗ này á thì thường ta nói là tại vì ở đây là một cái 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 nơi ở thuộc Los Angeles, người ta nói buổi tối chỗ này nó vắng. À, cho nên người ta chỉ thấy được cái camera là cái người thanh niên này cứ đánh đá con chó nhỏ. À, mà trong suốt 15 phút như vậy à, có lúc con chó giống như là nó 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 muốn vùng chạy nó thoát ra nhưng mà người đó lại chụp nó lại và lại đánh tiếp lại đá tiếp thì ngay cả người cảnh sát khi mà à, Thông báo cái việc này á thì nói là đó là một hành động quá là khủng khiếp, một cái sự tra tấn rất là tàn nhẫn. Rồi một người một bà thì bà không có nêu tên, bà cũng chứng kiến được cái video clip đó thì bà vừa khóc vừa nói rằng là bà không thể chịu đựng được con người ta tại sao giả man như thế. Thì nó đưa đến cái chuyện là hôm nay là cảnh sát bắt đầu đi truy tìm truy tìm coi cái kẻ mà đã hành hạ con chó suốt 15 phút này là ai. À, và cái uh, mức mà người ta nói đó đối với cái tội mà hành hạ uh, thú vật đó Mà chỉ là đã nói là tội nhẹ chứ không phải nặng Nhưng mà đã có thể bị một năm tù uh, Tối đa đó là một năm tù và bị phạt đến uh, 20.000 đô la Thì đó là một cái điều để mình thấy có những cái câu chuyện khá là... Uh, lạ ở cái đất nước này cái chuyện mà nuôi chó cưng chó thì ai cũng biết rồi rồi chuyện chó cắn chó tấn công người thì những cái người đó bị thương tích rồi cái chuyện bồi thường làm sao nhưng mà đến cái chuyện những con chó nó nó sẽ bị xử như thế nào những cái chuyện nó phải chịu đựng ra làm sao nhưng mà đối với người nào mà đánh chó đó cái mức là hình phạt có thể đến một năm và bị phạt 20.000 đô la đánh chó thì có thể bị phạt đánh Putin biết có thể bị bị phạt <laughs> mời cô Ngọc Lan một phút cuối cùng cho chúng tôi được ngồi ngồi mời cô. Oh, uh, định uh, mời bác Thái thì bác Thái lại uh, quay qua thưa quý vị còn một cái uh, rất là gọn uh, có một cái tin mà đang uh, gây uh, giống như là cho những cái người làm việc ở sở uh, housing ở Los Angeles đó, là đang có cái một cái sự tranh cãi đó là những người nhân viên nhiều nhân viên làm việc ở đây họ lãnh lương thấp quá lãnh lương chỉ có ba mươi mấy ngàn một năm và họ lại là những người không có nhà ở tức là họ là làm việc ở trong cái nơi để mà Uh, duyệt xét hồ sơ cho những người Mà vô gia cư đó để cung cấp chỗ ở Nhưng bản thân họ lại không có nhà ở Thì đó là một vấn đề người ta đang nêu ra Và uh, cái người Mà giống như là manager Giám đốc chục cái khu vực đó Là năm ngoái đã làm một cái hành động đó là Tăng lương hết một loạt cho những người đó lên Trên uh, 50.000 đô la Mà lại không tăng lương cho những người Ở các cái chức vụ cấp cao Thành ra bây giờ nó đưa đến một cái sự xung động Ta nói là tại sao nó lại có những cái như vậy Thì cái trình bày đầu tiên để cho người ta thấy rằng nó có một cái sự bất công khi cái người làm việc giải quyết hồ sơ nhà ở cho người ta lại là những người không có nhà. À, cảm ơn nhà báo Đinh Quang Thái đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chào quý khán giả, cô Ngọc Lan.